Sư mời nên đâu lại với channel của mình. Chú tệ linh khí khôi phục. Tập 1. Tôn Minh. Alo Wendy à. Giờ hội nghị các chi viện và tài ít đi. Người là làm cái gì rồi? Ta đến cháu trai của hiệu trưởng, vừa mới bị hiệu trưởng khai trừ. Ba mẹ thì tức giận các luôn phí sinh hoạt 2 tháng. Cậu chi viện cho tôi một ít được không? Tôi tìm được công việc sẽ trả lại. Là thiệt à? Đây là lần thứ mấy rồi? Lần sau trước khi hành động đúng cảm. Đứng đợi dùng đầu óc có được không vậy? Không còn cách nào. Thì từ đó trâu chọc các bà nữ ở trong lớp. Nhưng như tốt phức lờ thì còn lại đàn ông hay không? Vậy cậu không đến nổi là phải đánh người chứ? Tiên chiến qua cậu rồi. Nhớ đi bệnh viện xem thử, đừng có bị thương nữa. 4.000 vui lòng kiểm tra chuyển khoản. May mà có cái tiểu tử Tôn Minh này ở đây. Ngày nay anh hùng thật là khó làm. Chắc là đang thúc đẩy phí tài sản lần nữa. Trừ trừ yêu cầu thơm làm bạn bè. Tôi chẳng phải là mình tin rất hot gần đây sao? Cô ấy vậy mà lại ai đứa mình? Cô là chiều chiều, cô thật sự là chiều chiều rất hot gần đây sao? À ngại quá, tôi chỉ là fan của chiều chiều, tôi chính là Trầm An. Cái đậu xanh, đùa tôi hả? Nếu như cô là Trầm An, thì tôi là cha cô. Trường hợp quá huynh đệ, chúng ta cũng cùng họ cùng tên. À tôi thật sự là cậu, mà cậu cũng 10 năm sau. Cậu là con ngòi dạ thú, bây giờ sống trong cảnh nghèo khổ. Tôi chính là đến đây giúp đỡ cậu giàu có. Khi lên tới đỉnh cao của nhân sinh, tin tôi đi. Không tin bây giờ thì cậu xuống lầu, 5 phút sau, chỗ cậu sẽ động đất. Cửa hàng sập cái cây cậu hay xuống xe đó. Hả? Sao hắn lại biết mình là con của ngòi dạ thú? Chuyện này mình chưa từng nói với ai mà. Bò đi, thần kinh, có lẽ lại xem tiểu thuyết quá nhiều đi. Vẫn là đi ra ngoài ăn cơm xem. Ông chủ vẫn như cũ, thơm rau mùi. À được. Cái gì thế? Sao đột nhiên lại đông đất rồi? Đời ra, chẳng lẽ cái tin tức lúc nãy nói là thật ư? Vừa rồi người kia nói 5 phút sau, ở đây chỉ có động đất. 10:26 đây. Người đó nói vậy mà lại là thật ư? À quên đi à, thật là thần kỳ đấy nha. Chỗ tôi thực sự có động đất, mà sao cậu biết hay vậy? Tôi đã nói là tôi là cậu của 10 năm sau. Bản thân cậu không tin mà thôi. Giờ cậu đã tin tôi rồi chưa? Được rồi, bây giờ nói chuyện chính. Động đất vừa rồi không phải là động đất thực sự, mà là động đất do sự mở rộng nguyên dương gây ra. Trong 18 ngày nữa, thiên địa sẽ có sự thay đổi cực lớn, nhất định là phải nắm bắt trước tiên cơ. Nếu không, 10 năm sau cậu sẽ xương cốt không còn. Tôi không lừa cậu, bởi vì tôi chính là cậu. Tôi này lần đầu tiên nguyên dương ngoại phóng, nhân cơ hội lúc này. Nhiều người chưa biết thì tôi này, cậu chạy tới núi Thiên Linh ở ngoại ô. Phía bắc, nơi đó có một hồ nhỏ, trong hồ sẽ tỏa ra một loại linh khí thơm. Đó chính là nguyên dương, cậu ở đó có thể ngửi ra. Cậu chỉ cần thủ chắc cái hồ đó đừng có rời đi. Sau đó thì ngồi yên hấp thụ mùi hương đó là được. Nhớ kỹ, nhất định đừng có chậm trễ. Hơn nữa nhất định phải làm theo lời tôi nói. À, mình thật sự là điên rồi. Vậy mà thật sự đi theo lời cái tên đó. Này rịch nát này, thì làm gì có cái hồ nào chứ? À, bỏ đi, dù sao cũng đã tới đây rồi. Thưởng trăng vậy. Đội một phòng tòa núi, đội hai theo tên lính núi điều tra, không để cho bất kỳ một người nào không liên quan tiến vào. Vâng. Cảnh sát vũ trang tới đi. Lấy nào nơi đất rác này tối này thực sự có nghiền dưỡng gì đó còn phóng hương. Ai không quan tâm nữa, trước tiên cứ đi vào xe thử rồi nói. Chân núi phía bắc. Có lẽ là chỗ này rồi. May mắn đi đường vòng, không gặp phải cảnh sát vũ trang. Mặc dù không phải là hồ, nhưng như vậy cũng thực sự là có nước à. Ui thường quá, đây chính là nghiền dường ở cái tên đó nói sao. Nghiền dường bành trướng đó là thứ gì vậy? Còn có, nếu như cậu thực sự là tôi vậy, bây giờ cậu sống hay chết. Nghiền dường là một thứ rất quan trọng, để cho mọi người tu luyện ở trong thế giới sau khi biến đổi sau 18 ngày. Tương đương với linh khí trong tiền thuyết. Nếu còn tôi thì đã chết rồi. Trong quá trình tôi phi thăng bị phản bội, linh hồn bị nhốt ở trong hư không.
Vì vậy mới có thể gửi tin tức cho cậu đây này. Năng lực của tôi không đủ. Rồi, nhớ kỹ lời tôi nói. Lần này Nguyên Dương ngồi phóng là điềm báo đầu tiên về sự thay đổi của thế giới sau 18 ngày. Để có hợp thụ sau Nguyên Dương, tôi này, thì tôi sẽ là liên lạc với cậu. Nhớ, giữ chặt cơ hội. Cái gì mà phi thằng, cái gì mà Nguyên Dương, đây sao có thể chứ? Hả? Vãi? Đây là chuyện gì? Vừa rồi chẳng phải là một cái hồ nước nhỏ thôi sao? Thật sự gặp quỷ rồi, lần đầu tiên gặp hồ tự mở to ra. Nhưng mà bất cỡ tao gây giả, trước tiên, cứ thử hấp thụ lời hắn nói xem sao. Kết quả thiền phủ, thôn phệ, giá trị thiền phủ cấp B, 1/10.000. Kết quả thiền phủ cộng dài, giá trị thiền phủ cấp S, 1/1.000.000. Kết quả thiền phủ ẩn, kết nối tương lai, giá trị thiền phủ 1/100.000.000. Thiền phủ thôn phệ khởi động, thiền phủ cộng dài khởi động. Nè, cậu lại, ở đây làm cái gì? Ai giá cứu mạng quá, tôi không biết bơi, tôi không biết bơi. Đừng có đồng đi lung tung, cho tôi đi cứu cậu. Phát động thôn phế thiên phụ, thiên phú tôn phệ. À giá để cái gì? Giá trị còn 1.000. Mình đây là đang ở đâu? Cái hồ này giống hệt với cái hồ vừa nãy ở núi thiền linh của ta. Giá trị thiên phú còn 10. Mình đây là được bút in rồi sao? Vậy thì phát tài rồi, phát tài rồi. Giá trị còn 1.000, giá trị còn 1.000. Lấy nào trầm ăn mình là nhân vật chính ư? Sướng sướng. 20 năm bị bất nạt, mới phát hiện ra mình là chính là năm chính à. Mà những cái này liên tục nhắc nhở giá trị thiền phú của mình tăng lên rất là cái thứ gì thôi nhỉ? Tên Trầm An, 20 tuổi, thiên phú thôn phệ, giá trị thiền phú cấp B, 1/10.000. Thiên phú cộng già, giá trị thiền phú cấp S, 1/1.000.000. Thiên phú cấp ẩn, kết nối tương lai, giá trị thiền phú cấp SA, 1/10.000.000. Giá trị thiền phú có thể dùng 15.000. Thiên phú ẩn, kết nối tương lai. Nếu như có thể liên hệ được với cái người tự nhận mình là trước đây thì tốt. Nếu không chừng hắn có thể giúp mình hiểu ra một số tình huống bây giờ. Ai bỏ đi, vẫn là nên nghiên cứu thử cái giá trị thiền phú này dùng như thế nào đi. Sao đúng như lại đóng đất rồi? Hả? Vừa rồi chuyện gì? Này, cậu là ai? Đến đây làm cái gì? Ui, tao quá mức sợ. Bọn ta đã phong tỏa núi rồi, sao cậu lại tiến vào được? chị cảnh sát, đây là hiểu lầm. Ta đi giả ngoại. Tên này quá nhiên không nói thật. Giải thích thành thật, lát nữa ta chỉ thả cậu đi. Thật sự là đến giả ngụy mà. Vừa rồi không cẩn thận rơi xuống hồ. Tôi còn biết bơi, là người của các cô đã cứu tôi. Người nhìn thấy hồ sao? Là thật đó, một cái hồ rất lớn, lớn như thế này này. Đó, ở bên đó, không tin thì cô tự nhìn đi. Hỉ? Hồ đâu? Tí xinh đẹp à, cô phải tin tôi. Vừa rồi bên đó quả thực là có một cái hồ, con tỏa ra hương thơm. Thôi xong rồi. Mau, đưa hắn quay về. Vâng. Nhìn tên, tôi tên là Trà Mạng, 20 tuổi, là một học sinh năm 2 mới bị đuổi học. Vì sao bị đuổi học? Quá nghèo, không nộp nộp học phí. Không nộp đủ học phí. Con có tiền đến đây giả ngoại. Đến đây giải tỏa tâm trạng. Chuẩn bị cũng khá chu toàn. Sớm đi chuyến đi này sẽ không thuận lợi. May mà không mang theo bất cứ thứ gì có thể chứng minh thân phận. Ý tưởng này lẽ nào đang lừa mình? Đừng có đồng đi, nói thật cho ta. Rốt cuộc là tới đây làm gì? Tí xinh đẹp à. Đừng có đồng võ, tôi nói là được. Khuyên cậu đừng có giở trò. Người như tụi không nhất định sẽ làm theo quy tắc. Không đúng. Phô Hiệu Mũ và người phụ nữ này không phải là cảnh sát vũ trang. Bọn họ là ai? Muốn tôi nói thì cũng có thể. Nhưng mà phải nói với tôi trước các người là ai? Nghe không nhỏ nhỉ?
vậy mà lại còn dám chất vấn ta. Nhưng mà tôi khuyên cậu nhìn cho rõ, bây giờ bị súng chỉ vào là cậu. Mọi kiếp thật là xui quấy mà, không còn cách nào khác, ti tiện có thể tiêu diệt mình. Ôi cho cậu nội, danh hiệu gì cũng không có, thật là thần bí. Cái đám người này rốt cuộc là làm cái gì? Vợ là nổi, cậu muốn bây giờ đi chết sao? Ui lạnh cái người à, tao bỏ đi không nghĩ nữa. Ra ngồi lên mạng, chuyển dịch sự chú ý vậy. Quan né tình vật. Núi lửa đại viện phun trào, cảnh tượng vô cùng tráng lệ, hình ảnh thì vô cùng chân thật. Thành phố phía bắc xảy ra chuyện kỳ dị, có người từ trên cao rơi xuống, mất tích không dấu vết. Kỳ lạ thì ra tối nay không chỉ là núi Thiên Linh xuất hiện chuyện kỳ lạ. Cái này thật sự cũng quá thảm rồi. Trước đó, mình của tương lai nói 18 ngày sau, thế giới sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Động đất vừa rồi không phải là động đất thực sự, là sau 18 ngày, thế giới sẽ phát sinh ra biến hóa cực lớn. Động đất vừa rồi không phải là động đất thực sự, mà là nguyên nhân bệnh trướng ra. 18 ngày sau, thế giới sẽ thay đổi cực kỳ lớn. Nhất định phải nắm vững cơ hội, nếu không 10 năm sau cậu xương cốt cũng không còn. Lẽ nào là thật sao? Bởi vì tôi là cậu. Nên làm thế nào đây? Mặc dù nói là mình đã hấp thụ nghiên dược lần đầu tiên, nhưng mà ai cũng không thể dám đảm bảo sự thay đổi gì sau này mình nhất định có thể chống đỡ được không. Còn về nghiên dược đó rốt cuộc là có thể đem lại cho mình thay đổi gì, vẫn chưa thể làm rõ. Bỏ đi, trước tiên cái điểm nơi đã ở trong vài ngày tới đây. Tùng Minh, coi đó không, cậu đã xem tin tức mới chưa? Trầm An à, mau xem tin tức mới đi. Quỳnh Địa ở đó không hả? Thì tự cho tôi động đất rồi. Quỳnh Địa có đó không? Còn tốt nha. Tùng Minh mấy ngày mà tới thì một nơi ở qua đêm, có thể mượn chỗ của cha cậu ở vài ngày không? À không được, trông có cái sao? Này tình đi, không thể muốn đợi điều gì tốt hơn cho mình hay sao? Nhưng mà bây giờ đây là người bạn tốt nhất có thể giúp mình rồi. Vậy đó là phòng của tôi. Nếu như mà tôi không bị buộc phải tiết lộ địa chỉ của mình thì cũng không còn phiền phức như vậy. Bởi vì bạch vì vì đó nhìn giống như là cảnh sát vũ trang, nhưng lại không phải cảnh sát vũ trang. Trên danh thiếp thì không có người nghiệp, nhưng mà trên huy hiệu lại có EO. Đấy nào, cô ta là người của bộ phận đặc biệt nào đây? Lưu lại tất cả họ tên và địa chỉ, số điện thoại liên lạc rồi rời đi. Không tìm thấy nội dung liên quan tới EO. Vãi, vậy mà cái gì cũng không tra được. Cái đám người này rốt cuộc là đang cái gì chứ? Chỉ vì vì tiểu tử này toàn bộ quá trình đều lên mạng tìm kiếm về các sự kiện đặc biệt xảy ra ở khắp nơi. Hắn còn tìm tiêu chí của cục chúng ta. Có còn các mạng của hắn không? Đừng có đánh rắn đồng cỏ. Hắn không thể tìm thấy bất kỳ một thông tin nào liên quan tới cục của chúng ta. Tiếp tục giám sát đi. Tôi không tin. Tìm không được người đứng sau chi điểm tiêu tử này lại. Ai dọ tụi mình tới rồi hả? Cảm ơn cậu đến nhà, còn đặc biệt chỉ tính đón tụi. Nè tiêu tử cậu, đó là phòng mới của tụi đây, ngay cả bạn gái của tôi còn chưa được động vào. Cậu đừng có mà xáo trộn ở trong đó. Ai yên tâm đi, nếu như không phải nhà của tụi rung lắc dữ dội thì tôi cũng không muốn chạy qua. Tụi cũng không thể phá phòng ngủ được. Nếu cái sách kia là đó để biết địa chỉ của mình, trong nhà thì không an toàn. Có vẻ là một đoạn thời gian tiếp theo mình chỉ có thể trốn ở trong nhà tụi mình. Wow, tụi mình à, tôi biết là cậu có tiền, nhưng mà không biết thì ra cậu là phú nhị đại đó nha. Được rồi, thì tự cậu đừng có phá phòng của tôi là được rồi. Mau chóng tìm công việc, đừng có lộn xộn. À được, tóm lại cảm ơn tôn đại công tử thu lâu. Trước đây, hấp thụ thứ này vẫn chỉ có thể nghiên cứu tỉ mỉ, không biết là có thể làm được cái gì. Thiên phú thôn phệ, giá trị thiên phú cấp B, 1/10,000. Thiên phú cục vàng, giá trị thiên phú 1/100,000. À triệu, thiên phú ẩn kết nối tương lai, giá trị thiên phú 1/10,000.
Giá trị tiền phú có thể dùng 15.000. Tờ bài thư và hắn cũng nói trước rồi nói. Thôn về. Khởi động. Chuyện gì thế này? Ôi vai, đồ mình hết rồi. À cho má à, tôi đến đưa đồ ngủ cho cậu. Hả? Đi. Hả? Anh à, cậu là anh ruột tôi, giường của tôi đâu? Cái giường của tôi to như vậy đâu rồi? Hả? À, cái này. Anh chính là có khi nào cậu quên đó đến cái giường không? Đừng có gạt tôi, đó là giường Verus 3.2 đi. À, cậu tôi nghĩ kỹ đi, từ lúc cậu mua cái phòng này tổng cộng ở mấy lần? Không phải là bản thân cậu quên mất. À, đúng hả? Cậu nói như vậy phòng này của tôi hôm nay hình như mới là lần đầu ở. Chắc chắn là nhầm với phòng khác rồi. À, được đâu rồi. À đúng rồi. Úi, tối nay cậu nằm đất đi. Chuyện chiếc giường ngày mai tôi sẽ nghỉ kết. Mai, 7 giờ sáng mai. Hả? Tên tôn tử nào mới sáng sớm mà đã làm phiền gia gia ngủ vậy? Với cái lời, vậy mà lại là hắn. Trơ mang tương lai, thế nào? Bây giờ tin tôi rồi chưa? Cậu hấp tự nhiên gì chưa? Có thức tỉnh năng lực gì không? À tin rồi, quá tin rồi. Tôi bây giờ hấp tự nhiên dường cậu nói, cảm thấy cơ thể cũng không có gì khác. À đúng rồi, tôi còn thức tỉnh năng lực cái gì mà chính là tạm thời không biết năng lực này dùng như thế nào. Cậu nói với tôi năng lực cậu lấy lúc trước. Kỳ quái, sao nói xong năng lực rồi mà nửa ngày vẫn chưa trả lời? Sao thế? Lẽ nào năng lực này của tôi không lợi hại ư? Quỳnh đệ, cậu phát tài rồi. À không đúng, à, chúng ta phát tài rồi. Vì vậy năng lực này thực ra là rất lợi hại. Giảng cho tôi thử. Tôi cũng còn hiểu, chỉ là bước đầu phán đoán năng lực này rất là đặc biệt. Trước tiên đừng có vui mừng quà sớm, nói chuyện tối hôm qua của cậu tôi thử. Bởi vì vì là người, người này là người thức tỉnh sớm. Theo như những gì cậu nói thì cô ta bây giờ gần như là còn chưa có năng lực thức tỉnh. Tuy nhiên, ngày mốt ở Trang Vi ngồi ồ phía Bắc, lúc Bạch Vì Vì đi điều tra một thế lực không rõ ràng, thì cô ta dùng tay không bắt được viên đạn. À, vậy kích thích như vậy sao? Cô ta mạnh như vậy sao? À, cậu nói với tôi nữ nhân này, sau này có phải là trở thành vợ của tôi không? Thì ra mình có trước đây không cần mặt mũi như vậy sao trời? Mà dù tôi là tương lai của cậu, biết rất nhiều chuyện, nhưng mà thời khắc tôi liên hệ với cậu thì quỹ đạo của tương lai đã xảy ra thay đổi. Trơ mang tương lai. Nhưng sự kiện thảm khốc giống như là nghiền giường bạo phát này chứ không thay đổi. Nhớ kỹ, còn có hơn nửa tháng thế giới này sẽ nghênh đón một sự thay đổi lớn. Đến lúc đó linh khí khôi phục, phải làm thật tốt để chuẩn bị để trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần lạc hậu một bước thôi, rồi cơ thể sẽ đi theo bước chân của tôi. Đến lúc đó thì mọi nỗ lực của chúng ta đều sẽ hóa thành mây khói. Ai yên tâm là được rồi. Có bản gian, bản gian lận tương lai là cậu ở đây thì tôi không lo, không có cách mạnh hơn. Phải cố lên, nhất định không thể chết lần nữa đâu đấy. Nhà Tôn Vinh, Phong Hợp, Trầm An. Còn 17 ngày, sau 17 ngày thế giới này sẽ xảy ra thay đổi. Nếu như những gì mình của tương lai nói là thật thật, vậy thì mình phải cướp được tiền cờ đó mới được. Nhưng mà có cái gì mình bây giờ có thể làm được ta? Bạch Vì Vì là người thức tỉnh sớm, mà dựa theo những gì cậu ấy nói thì cô ta giờ hình như vẫn chưa có năng lực thức tỉnh. Nhưng mà ở Trang Viên Ngộ phía Bắc, Bạch Vì Vì ở điều tra bị thích lực thần bị tấn công, cô ta vì dùng tay không bắt được đạn. Lấy nào ở Trang Viên Ngộ ồ ngày mốt có một lần nguyên dương bạo phát. Ai không nghĩ nữa, dù sao thì đến lúc đó đi xem thử là biết. Trước hết thì đi lấp đầy cái dạ dày cái đã. Hả? Mình lại có tin tức rồi. Tiên mi nữ Chù Chù đang phát trực tiếp. Hello mọi người, tôi là Chù Chù. Lập tức bạn thấy cho mọi người một bài hát ngọt ngào, Mưa Phùng Mùa Xuân. Ôi, chào buổi sáng Chù Chù, ăn cơm chưa?
Hôm nay sớm như vậy rồi mà đã trực tiếp rồi, thật là kính nghiệp. Mọi người cùng tôi tới phòng 564241 đi. Ở đó có người biểu diễn thổi lửa giống y như thật vậy. Ở cút ra, chú Chu là của tôi, ai cũng đừng không cướp với tôi. Mọi người đi 56421 đi mà. Ở đó có người diễn lửa giống như thật đấy. Không tôi, không tôi mà hát thật là hay. Trong ngày xuân, một trận mưa phùn. Ngụy tờ giọng hay quá trời ơi, vợ tôi đúng là lợi hại mà. Một người màu đi 561 và ở đó có người phun lửa kìa. Bên trời là gì? Có phiền hay không vậy? Một câu đó hoài. Hả? Thổi lửa? Quảng cáo gõ cửa từng nhà rồi. Không ai quán hay sao? Xem ra mọi người đều thích xem thổi lửa hơn. Vậy tôi cũng đi xem thử. Ủa trời trời đỉnh quá. Cái này còn thú vị hơn hát hò gì đó. Là quên đây là dùng rượu sao? Nhìn sắc mặt của hắn thì không giống là uống rượu. Lẽ nào là gì đang thức tỉnh người giống như mình? Trực tiếp gián đoạn. Cái gì? Này là bị khóa rồi là mất điện hay là... À trời ơi, đây là cháy lúc nào vậy? Vừa rồi rõ ràng con tốt mà ta. Không đúng, có ký tức của nguyên vừa. Phòng phát sóng trực tiếp vừa bị khóa liền một tí. Thực sự là quá trùng hợp. Mình phải đi xem thử. Khi tức đã dừng ở đây. Nhìn dấu vết trên tường này mới là cái tường phát sóng trực tiếp. Đó lẽ nào là ở chỗ này? Đứng lên tới đất tròn. Ủa? Người quá nhiên là ở đây. Ngươi cũng là người đến mất ta có đúng không? Nói với người, tôi nghĩ ta sẽ không quay về với các người. Hắn quả nhiên là người của vừa trực tiếp. Khoảng cách phát sóng trực tiếp mà bầu lầu, hắn là bị thương nặng như vậy chứ? Cậu đừng có hiểu lầm. Được không huynh đệ, tôi không phải là tới bắt cậu, tôi chỉ là hiếu kỳ. Người phát sóng thổi lửa đó là cậu có đúng không? Mà là ai đã bắt cậu vậy? Ngươi và bọn chúng không phải một bọn sao? Vậy đông đó tối hôm qua? Đông đó tối hôm qua tôi biết. Tôi muốn biết là tối hôm qua cậu đã đi đâu? Tối qua tôi... Có người. Vợ lơ. Yêu ơi, xí chúng nó thấy mất bạn rồi. Hai người này nhìn không giống cảnh sát dịu tràng, ngược lại giống phần tử khủng bố từ đầu đến cuối. Kỳ quái, bọn chúng đuổi theo người phun lửa làm cái gì? Ê, huynh đệ. Cái đậu xanh chạy ngược lại khá nhanh ha, nhưng mà cũng không biết gọi tôi, sợ không biết thì tôi không nên tới. Cái đó hai vị đại ca, đừng có đổ súng ha, tôi không phải là người các vị còn bắt. Thở tôi đi có được không? Vãi chưởng, không đủ lý mà. Do đề cà đừng có giết tôi chỉ là người qua đường tha mạng đi. Thì tử chạy nửa ngày cũng không thấy đánh trả, cứ tôi thực sự là người bình thường. Giết người bình thường thì chúng ta sẽ phiền phức. Mò kịp đó, vừa rồi con chạy mất một người, lấy đâu là thằng nhóc đó? Thì tử bỏ vũ khí xuống, hai tay giơ lên đầu, từ từ qua đi. Đề cà nói chứ đã, đừng có đổ súng. Thì tử thành thật một chút đi, súng ở trong tay và da sẽ nổ đi. Nếu như ngươi mà dám chạy thì hai cái chân sẽ không còn nữa đâu. Ôi sớm biết thì đã không tham gia náo nhiệt rồi. Đúng là tò mò thì chết người mà. Tạm thời coi như là thôi được một kiếp rồi. Cái này đi thôi của tụi sáng kìa. Đến rồi, quả nhiên là tin tức của mình của tương lai. Quên nói với cậu, ngoại trừ cục xử lý đặc biệt thì bất cứ tổ chức nào khác cũng đừng có tin tưởng, tốt nhất là đừng có tiếp xúc. Nói muộn rồi. Quên đi cậu nói sớm gờ, tôi vừa bị người truy sát bây giờ bắt giữ nè, sao giờ? Đừng gấp, bây giờ tôi sẽ gửi cho cậu vài thứ, cậu mau nhìn, nhớ kỹ trong lòng, sau đó thì tu luyện theo cái này.
Đây là một bộ công pháp, còn có bộ hấp thụ công pháp. Những cái này vốn là để cậu hấp thụ năng lượng duy dương được hài sau đó thì nói với cậu. Nhưng mà bây giờ kế hoạch không thể không làm trước thời hạn. Nhớ kỹ, bảo vệ tốt bản thân. Hay quá, sức mạnh này vậy mà lại đang cải tạo cơ thể của mình. Hử? Thế nào, cảm nhận thế nào? À, quá thiệt luôn. Bây giờ tôi cảm thấy toàn thân đầy sức lực. Đàn cho tiên tư tử đó chạy rồi, tiếp theo làm sao mà báo cáo lên cấp trên đây? Ồ, đề cà tiên tử này gan lớn thật đi ha, cho đến nơi rồi mà còn nghe điện thoại. Thì tử, anh đi là mất người đang không vui đây này. Ai đó đâu đâu? Người chẳng phải là thích nói chuyện báo động sao? Vừa hãy giúp đề cà giải sầu, xuống đó mà nói chuyện đi. Không hay, lỡ thức tình giả. Thì tử này lừa chúng ta, đề cà mau bắn chết hắn đi. Nhưng thế này không phải cách, đạo này cũng quá vậy rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắn chết. Thiên phú, thôn phở khởi động. Thiên phú, không gian khởi động. Bây giờ mau, mau chạy. Tôi rồi, có chút chiêu không nổi. Hồ đèn bị nhỏ rồi mau chạy. Tiểu tử này năng lực không rõ, mau chạy và báo cáo với tổ chức. Cuối cùng cũng đi rồi. Mình vì mà hùng mờ hơn tận một tiếng đồng hồ. Người này mà vừa rồi tôi ngất đi, đấy là chuyện gì vậy? Cậu vừa rồi tu luyện tiêu hao quá nhiều năng lượng tinh thần, để có hấp thụ đủ nhiều nguyên dương thì tốt. Thực lực của cậu không đủ, không thể sử dụng năng lượng quá nhiều. Nếu như không thì đến lúc tinh thần cạn kiệt sẽ rất là phiền phức. Vậy là thế nào? Ngày mốt tôi còn phải đi ngồi ồ phía tây đó thông phần nghiên dương không? Không sao. Thông về nghiền dường không chỉ là không tiêu hao tinh thần lực, ngược lại còn gia tăng. À đúng rồi, cậu vừa rồi truy sát cậu đâu rồi? Người vừa rồi, hai người trong số họ đều chạy rồi. Tốt nhất là cẩn thận một chút đi, bộ họ rất nhanh sẽ lại đến tìm cậu. Lần sau gặp thì tốt nhất trực tiếp giết bổ sung đi, hy vọng cậu thành công. Nhớ kỹ Trầm An, thế giới đã thay đổi rồi. Cậu phải từ bỏ sự sợ hãi và yếu đuối để tồn tại trong thế giới này. Quả nhiên bản thân hiểu bản thân nhất, vừa rồi vẫn là mềm lòng. Thế giới có tương lai, bất cứ là ma hay là quỷ, yêu đầu đến hết đi. Trà màn ta lớn như thế này cũng chưa từng sợ ai. Đây chính là người mà cậu nói sao, vậy mà lại có thể đánh lui được bọn chúng. Thú vị. Cảm ơn cậu ân nhân của tỉnh tiểu thư. Cô có ân thú với người này không? Qua sát thơm nữa đi, không gấp. Nếu như mà hắn thực sự rất lợi hại, vậy thì để cho hắn gia nhập tổ chức. Sao cảm giác có một cổ tức khi tức kỳ lạ nhỉ? Không đúng, mình có bản thân trong tương lai giúp đỡ, không cần phải cẩn thận như vậy. Chỉ cần chuẩn bị trước là được rồi. Ây da, đáng ghét mà, đâu quá chuyện gì vậy? Hả? Vợ cơ lơ, giải thích đi. Bữa trưa hôm nay đi đâu rồi? À đại tỷ à, em đi đâu liên quan gì tới chị chứ? Tiêu chạy cũng phải báo cáo với chị hay sao? Là bị tiêu chạy sao? À mà không phải chị thấy tiểu già đẹp trai nên muốn gặp tiểu già hay sao? Vớ vẩn. Tiêu tướng ơi cẩn thận đây, sớm muộn gì cũng bị ta bắt được cái tên lừa đảo nhà người. À hào hào à, tiêu nhận xin ưng theo chỉ dạy của tỷ. Tỷ tỷ nè, chị rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy? Anh nói cho em biết đi. Đừng có hỏi, biết nhiều sẽ không tốt cho cậu đâu. À đúng rồi, người cầu người đi Vu Linh Sơn gần đây có liên lạc lại với người không? Gặp hắn thì nhớ gọi ta. Cái người phụ nữ đấy thật đúng là khó chơi, về so với cẩn thận thơm. Không biết là cứ mỗi lần vào không gian này thì cơ thể mình sẽ thế nào nhỉ? Phòng ngủ của Tùng Minh. Nói tới, nếu như mình đã có thể hút đồ vật vào đây thì có thể đem ra ngoài không nhỉ? Để thử xem nào. Ồ, đem ra được đi nhỉ?
cái đây đi, cái đã, ông đã nghiên cứu thử xem. Tiếp theo là đến lúc lấy chiếc giường của tụi mình ra thôi. Hay, à ngu đi à, cái giường đấy, hờ, có còn trùng hợp như vậy không? Ơ, à, à, còn mới mua sao? À, thì cho chờ xe còn hàn đấy. À, vậy, Coca-Cola vị mới hả? Thì tử à, nhà ngươi được đó nhà, con có biết đưa về cho tôi một chai đấy chứ? À này à, không phải, kha, vị này sao là lá nhỉ? Thì từ nhà ngươi cũng không xem là cái gì mà uống đi chứ? Tiêu, tiêu rồi. Nhà vệ sinh đâu? À quên đi, bảo trọng nha. Ai, Tôn Minh tới đây. Đêm này à, ăn đủ luôn rồi. Không biết là người bình thường uống nước này có sao không? Thôi thì trong lúc này tập luyện một chút gì? Thì ra là thế, không ngờ lại là mình hổ hộ hấp pháp. Môn phái viên cổ lâu truyền lại. Có vị tiểu tử này có chút cơ duyên. Đáng tiếc là hô hấp pháp này không được hoàn thiện. Ngồi quên đi à, tôi kiệt sức rồi đây nè, cái chai Coca-Cola. Vừa rồi đứng cái gì vậy? À, còn cầm được hay không vậy? Có cần đi bệnh viện hay không? À, không sao, tôi nghĩ một đêm là được rồi. Kỳ thứ độ của tiểu tử người thật là kinh khủng quá rồi. À, hay cùng mày. Cậu làm cái gì ở đây? Người không phải nơi người ngoài có thể vào được đâu. À, vậy thì tôi đi đây. Chà, an ninh cũng chặt quá rồi. Trong an tương lai, người sau khi đến tì vào viện trực tiếp vào khu rừng bên ngoài, cuối cùng rừng nối với bên kia trang viên. Cũng may là lời nhắn từ tương lai của mình mới có thể dễ dàng qua mắt được camera. À, nghe nói bên trong nhiều dạ thú, không biết là thật hay giả nữa. Tránh xa, nơi đây là nguy hiểm. Chờ mang tương lai, cậu đã vào trong chưa? Còn 10 phút nữa là biến hóa rồi. Chờ mang tương lai. Trong khi đó thì trong đoàn viên sẽ xuất hiện một dây sắt. Đây là lúc sinh lực mạnh nhất, nhớ đừng có bỏ qua nhé. Hả, kỳ quá gì vậy, lần này không phải là hồ nước hay sao? Ui chết rồi, chạy thôi. À không, không được chạy. Mình không đợi được với nó thì chỉ càng kích động nó đuổi theo mình thôi. Sở thích của người có tiền thật đúng là tà đạo mà. Lại đi nuôi nhốt giả thú để sẵn giết. Ừ, sao giờ? Nó có vẻ biến gì rồi. Tốc độ cũng quá nhanh rồi. Thật là nó thật khó thoát khỏi. Ngon ngọn quá, huyết tinh rồi. Vẫn là xử lý một chút, không thể để bị phát hiện được. Cách bạo phát còn 5 phút, Huy phải tăng tốc thôi. Hả? Huy mò kiếp lại đông đất rồi. Trèo cao như vậy có lẽ không sao chứ. Các vị đừng hoảng. Ủa? Sao lại là cô ta? Đông đất rồi, mọi người đừng có hoảng. Yên đời mà lên đi, ai không từng lên sẽ bị xử lý theo quy định của quân đội. Rõ. Người đến cũng thật là nhiều. Kỳ lạ sao bọn chúng biết đến này nhỉ? Vẫn là cẩn thận một chút. Đừng có trực tiếp đụng độ nữ ma đầu đó, tránh phải gặp phiền phức. À quên đi à, nơi này luôn động đó sao? Lần trước cũng là động đất. Chi gì thế? Bình tĩnh đi, đây là dấu hiệu trước khi nguyên dương bạo phát. Động đất càng lợi hại thì chân tận cách thời gian bạo phát càng gần. Có chuẩn bị hấp thụ là được rồi. Thì ra là như vậy. Nghĩ đi. Nghiên dương bắt đầu bộ phát rồi. Chuyện gì vậy? Trời. Ây dây dô. Vậy mà lại là sắt. Khởi động thôn về. Khởi động không gian. Điểm tiềm lực còn 1.000, điểm tiềm lực còn 2.000. Ui, và tài phá tài rồi. Nhưng mà chỉ là cái cây sắt này mình thôn phệ đến lúc nào đây ta? Đã thôn phệ hơn 10 mấy phút rồi. Loại nói nơi này có phải là to hơn nhiều so với lần trước không ta?
Lý nợ nói thông về nghiền giường có thể khiến cho không gian của mình thăng cấp. Vậy kỹ năng có phải là cũng thăng cấp không? Thiên phú thôn phệ, giá trị thiên phú cấp B, 1 trên 10.000. Thiên phú không gian, giá trị thiên phú cấp S, 1 trên 100.000. Thiên phú ẩn kết nối tương lai, giá trị thiên phú cấp SA, 1 trên 1 triệu. Có thể dùng giá trị thiên phú 32.000. Mời cấp B, vậy thì dùng thôn phệ thử xem sao. Hờ Tống, ta muốn thăng cấp thôn phệ. Chúc mừng thiên phú không gian của ngài thăng cấp thành công. Thiên phú thôn phệ có giá trị thiên phú cấp A, 1 trên 50.000. Điểm thiên phú có thể dùng 22.000. Ui, có hiệu quả mà. Ở đâu trưởng à, cô xem mình đó. Cái người tiếp tục kiểm tra, ta qua đó xem thử. Ý dạ. Đội trưởng à, hay là đi băng bó trước. Không được, cái người qua đó đuổi người đó đi. Đừng đỡ hắn quay phá đi. Vâng. Đi, vết thương của mình tự động hồi phục rồi. Hả, kỳ quá gì thế? Ôm chết đi được, băng quay. Ý, cẩn thận. Đội trưởng à, cô tay không bắt được viên đạn á. Tôi vừa lờ rồi làm cái gì vậy? Mình đã bắt được đạn rồi. Ôi vãi chỗ. Kỳ lạ, những người này có thân phận, có một bộ phận là tự sát. Bởi người họ lại không tìm bất cứ một manh mối gì. Có vẻ là một sát thủ chuyên nghiệp. Những người này nó không chừng là tổ chức đổ phải tới. Đội trưởng à, người này nên xử lý thế nào? Thì tử, ai đưa người tiến vào đây? Chân tôi tê rồi, có thể nói lỏng hoa một chút có được không? Ta hắn. Nhưng mà đội trưởng à, tí tử này thân phận chưa được tra rõ. Ây da, chân để rồi. Thì tử, người thì chết. Ngại quá, có phải là tôi cố ý. Người tránh ra. Thì từ thối ra khỏi đội trưởng. Cút. Ây da, người trẻ tuổi à, thân lên đóng nỉ nha. Ngã vào người đây thì sao chứ. Tiêu tư này, vậy mà lại có thể ra bày bạch lượng. Đều không được nổ súng thì ta tự mình giữ hắn. Đội trưởng à, sức mạnh cũng được. Lừa mình thối. Tốc độ và trường sát thì kém một chút, tính khí thì cũng kém một chút. Muốn khó ta. Ý, tôi rồi. Thì thối, sớm muộn gì tận tay ta sẽ xử lý người. Đội trưởng à, tôi chết rồi. Lời cảm giác sao? Cơ thể mình hình như mạnh lên. Lẽ nào vừa rồi hắn giúp mình ổn định lại năng lực? Cô là tốt mà, hy vọng năng lực này có thể giúp đỡ cho cô. Ôi vãi, con rắn này cũng thật là lớn rồi đi. U là trời, cái con lực rừng này nguy hiểm quá. Con mày, cơ thể mình đã được nguyên dương cải tạo, phản ứng kịp thời. Hả? Vậy mà là con lượng biến gì? Nếu như đã dẫn tới tận cửa vậy thì thôi vào không gian đi. Ê, sao không có phản ứng gì? Lấy nào là vật sống không thể tôn về sao? Xong. Hoàng Ngân đã nghe thầm. Bận có một ngày, đói rồi. Mọi người, hãy nhớ bên chọn cho Chu Chu trong sự kiện ảnh thực tại nghiệp mình. Hiên nghị mà nhé. Yêu mọi người. Cô là Chu Chu có đúng không? Anh là Chu Chu. Sói ca này là fan của cô. Tôi là fan lâu năm của Chu Chu. Yêu ca ca đẹp trai quá, xin hãy kết hôn với Chu Chu tại chỗ. Nỡ mà đẹp trai như thế này liền ta lỗi cho cậu đồng nhiên xông vào đấy. Trên đời đi, người ta thích là Chu Chu.
Triệu ca ca này lớn thật là đẹp trai, chỉ là không biết nhân phẩm thế nào. À, vậy chúng ta làm quen trước. Nè, ngồi làm cái gì vậy? Ngồi đây là cái gì vậy? Chù chù, máu chạy đi, cô quái thật đấy. Tiêu ca ca máu, báo vệ chù chù, báo vệ chù chù. Ừ? Đây là chuyện gì? Cứu mạng, cứu mạng. Những người này đột nhiên biến đổi, đi hết rồi. Ây da, cứu tôi. Đừng sợ, có tôi ở đây. Nói đi, thịt của các người lấy từ đâu? Những người này đều ăn thịt này mới biến thành như thế này. Đây là một người đàn ông hùng hòa mang tới, tôi tiết kiệm tiền cho nên nhận. À, đúng, một người đàn ông lớn lên trông khá là đặc biệt. Lông mày sao? Lẽ nào là Tô Nguyên hôm đó gặp được? Nhưng mà thịt này có thể đưa tôi được không? Sau nhà bếp của các người cũng muốn. À không, vấn đề tôi đi gói lại cho cậu. Nhưng mà chứ cậu không đánh giá tiếp cực là được. Phải điều tra chuyện này mới được. À, khách nhận đi thông thả, sau này đừng quá ăn cơm miễn phí nhé. Vừa rồi chỉ chút nữa là lấy được vệ sinh rồi. Người này mà, tôi vừa rồi nhìn thấy một đống thịt cơ nghiền giường. Ăn nó, người ăn nó thì đều biến thành giống như zombie vậy. Đây chính là cái loại này này. Thẩm an tương lai. Đây chính là thịt của già thú biến dị. Người bình thường không ăn được đâu. À, không ăn được tại sao? Già thú bẩm sinh đã có quỳnh hướng bạo lực. Người bình thường ăn vào rồi, y não sẽ bị tổn thương. Cảm xúc tiêu cực sẽ bị phóng đại vô hạn. Dẫn tới y tinh thần hỗn loạn. Nghiêm trọng hơn sẽ gây nguy hại cho xã hội. Ở tinh thần hỗn loạn á? Vậy chúng ta ăn thì sẽ biến dị thành như thế ư? Chúng ta tiệt khác. Thể chất của chúng ta sẽ được nghi dương cải tạo rồi. Ăn lửa thức ăn này ngược lại còn tăng cường năng lượng. Thì ra là thế. Họ nói thịt này là do một người đàn ông đưa. Tôi đoán bừa người đàn ông đó là người bị phùng lửa, tên là Tô Nguyên. Người mà cậu nói điều này tôi có ấn tượng. Sau lưng cậu ta có một tổ chức thần bí. Cậu bay cẩn thận. Họ có vũ khí hàng nặng, cưỡng đoạt trên độ cần nghiền dương đấy. Tù Minh gọi. Tiểu tử à, tôi có chút gì rồi, tôi này không về ngủ. Cậu tự chăm sóc cho mình nhé, ngoan. Hả? Địch, tên này là uống say rồi. Tà Màng xin lỗi. Anh không có ý giấu cậu. Anh đã biến gì rồi? Bây giờ trên vai anh gánh vác trọng trách về cầu thế giới, không thể lệ lông bông nữa rồi. Có ai không? Băng cướp, băng mô tô ăn cướp. Bà nó, đứng lại. Thầm An, đừng có trách ta. Anh đi bây giờ đã khác cậu rồi. Ai thế? Ở xin tự giới thiệu, tôi là Hồng Cẩu, công xử lý đặc biệt. Cậu nhóc, đi với chúng tôi một chuyến. Nà ní. Phòng khách của nhà tù mình. Kết quả nó lộ một trọn đến sâu cùng. Còn chưa kịp ăn cơm, sớm biết thế này thì thuận tiện ở tìm ăn cơm đó mời rồi. À, đến bây giờ lại là mình tự chi tiền. Ba ngày sau là một địa điểm bào phát nguy khí khác. Lỡ núi Vạn Nguyên, không tìm kiếm được bản đồ ở nơi đó. Cậu tìm thôn Vạn Nguyên, chuẩn bị tốt. Người của tổ chức đó đến lúc đó cũng sẽ tới. Núi Vạn Nguyên. Không biết là tổ chức đó sẽ làm cái gì. Với chút bản lĩnh hiện giờ của mình thì vẫn nên là khiêm tốn đi. Alo, Tà Màng à, tôi là chú Vượng, bạn học của đại học của cậu, có còn nhớ không? Tôi nghe nói gần đây cậu đang là tìm việc. À, lẽ nào cậu muốn giới thiệu công việc cho tôi? Ngày mai có một hội đồng ẩm thực, con thiếu bảo vệ, cậu có đến không? Tôi nhớ là cậu đến nhậu rất được. À, đi đến chứ, chắc chắn là sẽ đến. Ở đâu, cậu thử là lúc nào? 8 giờ sáng mai ở Nguyệt Minh Hiền. Nguyệt Minh Hiến, đó là nơi mà trong lời chìm chù chù cái nhật tới. Tốt quá rồi, xem ra ngày mai có thể gặp chú rồi. Anh trai ban sáng vừa đã nhậu giỏi lại vừa đẹp trai. Ôi, thật là hy vọng có thể làm quen với anh ấy. Nếu là fan thì chắc cơ hội gặp mặt nhỉ. Cô thi ẩm thực. Chù chù, ôi là anh cũng ở đây ư? À, người này mà cậu tới rồi. Việc lần này chủ yếu là phụ trách bảo vệ sở vũ hỷ.
Sẽ kéo dài mấy ngày, để lát nữa sẽ phỏng vấn, cứ phát huy bình thường là được. Sở Vũ Hỷ, ngồi sao lớn đấy? Lừa cậu làm cái gì? Bao nhiêu người tiền tôi không, nhưng mà tôi không đỡ xuất đi. Thằng nhóc cậu lát nữa phải đánh cho dội, đừng có làm mất mặt bạn học nhé. Yên tâm đi, phỏng vấn bảo vệ thôi, với thực lực hiện tại của tôi không thành vấn đề. Ông chú chủ, người con khỉ này là do anh tìm tới sao? Vừa nhìn đã biết là cái lỗi chưa liền ra rồi. Lỗi này không được. Đừng lao đội à, đây là bạn học của tôi đánh nhau rất lợi hại đó nha. Anh không tin thì bây giờ anh có thể thử cậu ấy. Hả? Con khỉ? Không được. Tôi không quyết định được. Chỉ có Hàng Phong công nhận thì cậu ấy mới có thể vào được. Thằng nhóc cậu mau đi đi. Nội, anh nói đùa cái gì thế? Đừng có tưởng rằng tôi không biết. Phỏng vấn mà thôi, căn bản không cần người phụ trách phải đích thân tới. Vậy tôi mặc cờ, quy tắc chính là như thế. Cho dù người do anh giới thiệu cũng không thể qua mặt Hàng Phong. Cái tên đi. Được rồi, làm theo lời của anh ta nói đi. Rõ ràng là mấy người trước đều chỉ là làm cho xong chuyện, sao đến lượt cậu? Đừng lo lắng. Nghe nói người tổng phụ trách lần này là đại điện Tây Quang Kinh Đô cấp 7. Anh đẹp trai có làm được không đây? Đợi lát nữa chắc sẽ không bị Hàng Phong đánh chết tì ra quần này trừ. Tên lè lẹt này, vừa nhìn đã thấy là không được rồi. Các anh đừng có coi thường, anh ấy rất lợi hại đấy. Cảm ơn cô đã nói đỡ cho tôi. Chính là cậu muốn đánh với tôi. Không sai, mọi người đều đang vội, nhanh lên thì hơn. Ôi đệt, đã công nhận tôi chưa? Cậu nhóc không tệ, còn lợi hại hơn tôi. Công việc vệ sĩ bên cạnh Sở Vô Hì giao cho cậu đấy. Cảm ơn anh Hàng. Để chị xem đi, anh ấy thắng rồi. Còn mò nó tất vọng về Hàng Phong quá. Đợn ghét à. Sư ca, có thể được quay chết của anh không? Ôi chú chú, vậy mà lại muốn ai được quy trách của hắn? Hắn gặp vào cái chó gì tới chứ, trời ơi, ngưỡng mộ quá đi, chết tiệt à. Đầu nhì cái chút vấn đề, người tôi sắp bị một thằng nhóc đầu nhì xuất hiện tại đội thế rồi. Thế thì nói người mới đến đó để đánh thắng Hàng Phong. Đứa gì? Hắn đưa tên họ chủ giới thiệu, người ta là một trong những bên tổ chức. Vì thế, được rồi, cứ làm theo kế hoạch như là trước, sau khi chuyện kết thúc mới ra tay. Lâu lâu à, nhớ kỹ, cậu đang làm việc cho ai? Rõ, tôi nghe theo mệnh lệnh của tổ chức, tuyệt đối sẽ không làm trái. Chuyện gì thế? Đến rồi. Sở Vũ Hì đã tới rồi. Mình đi làm kia đã, tay mì. Đây. Chị Vũ Hì cẩn thận một chút. Nè anh lại, muốn cái gì? Xin chào, tôi là Thẩm An, phụ trách công tác an ninh bên mình. Ôi, này là fan của tôi, sao lại chạy sang người khác rồi? Ây da. Cẩn thận chứ. Cảm ơn. Trong xe, tên tiên sinh thật sự là nhiệt tình. Thân là trợ lý của Vũ Hì đã cùng quan tâm bảo vệ những người phụ nữ khác. Nhân tiện thôi, nếu như là chắc cũng làm như vậy thôi ha. Có việc gì nào lại vô kỷ luật như là anh không? Xin lỗi, hôm qua không ngủ đủ. Về việc tôi trông như thế nào thì thực sự không quan trọng, mà điều quan trọng nhất là tôi có thể bảo vệ cô. Tên nhóc này, tham mang cô lần tương lai. Lão thí gà, người có biết Sở Vũ Kỳ không? Ta bây giờ là vợ sĩ riêng của cô ấy, một mình tình sống đấy. Cậu nói chính là hoạt động của hội nghiệp mình hiện. Lúc trước tôi đã được chủ Vương tiếp cận, đáng tiếc là đánh không lại Hàng Phong Mikuti rồi. Nhưng mà cậu phải cẩn thận đấy, Sở Vũ Hì bị bắt cóc tại hiện trường. Cô ấy hình như là có liên quan tới chuyện gì đó, chi tiết thì tôi không biết. Xem ra là phải cẩn trọng rồi. Vũ Hì, nhìn em đi chị. Vợ ơi, Sở Vũ Hì, vợ ơi, tôi muốn cưới em. Đồng quá. Anh ấy ở cạnh mình thì tốt. Không được qua đi. Tên nhóc này sao tự nhiên là nghiêm túc vậy? Vừa nãy cảm ơn cậu. Vì có tôi mà.
Để thử sử dụng cám tri lực xem xung quanh có nguy hiểm hay không đã. Cái hộp đấy có thứ gì vậy? Đó là giải thưởng của cuộc thi lần này. Người ta nói rằng đó là một loại trái cây thu được từ trên núi. Thu được từ trên núi. Có lẽ là do trái cây rừng mọc ở trên núi ngon hơn chăng? Những loại trái cây này tốt ra nghi dược khí. Người muốn gây rắc rối thì có thể là vì trái cây này mà tới đây. Chỉ là không biết vì sao bọn họ lại còn muốn bắt cóc Sở Vũ Hy. Không lẽ cô ấy có liên quan tới vụ việc này sao? Chào mọi người, tôi là Sở Vũ Hy đây. Rất vui được gặp mọi người. Sở Vũ Điện, anh yêu em. Xin ngài đừng... Anh yêu em. Cút ngay. Cẩn thận đấy, tôi cút này mình làm đi. Nói, là ai phái người tới? Đúng rồi, đưa anh ta đi. Yên nào, không được cử động. Bỏ tôi ra, cho tôi gặp Sở Vũ Hy. Chờ tiệt, tí nữa là được rồi. Người này mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Vũ Hy không sao chứ? Chỉ là bây giờ chút thôi, tôi không sao. Chúng ta tiếp tục đi. Theo tôi. Sở Vũ Hy có thể sẽ gặp nguy hiểm. Anh là có ý gì? Đội ngũ hậu trường không đáng tin cậy. Có quá nhiều người ở đây, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Sợ rằng đến cả tôi cũng phải bó tay. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đích thần bố trí vệ sĩ ở bên ngoài. Cậu phải bảo vệ cô ấy. May mắn thì hôm nay không có mối nguy hiểm nào khác ngoài trừ phan cuồng đó. Tốt hơn hết là bạn nên kiểm tra lại trước khi đi ngủ. Sở Vũ Hy không có trong phòng. Tiêu rồi. Tôi rồi. Lẽ nào cô ấy bị... Vừa rời đi không lâu, mình phải mau chóng đuổi theo. Giờ chết mình rồi. Nhưng thì sao cô ấy lại quen với Bạch Vi Vi? Cô xa khí. Chờ tiệt, thằng cũng phá hỏng chuyện tốt của tao. Thì chết đi. Đi lờ tên bà ngẫy. Cái gì? Thằng cốt này lấy đâu ra súng? Ui, mở kiếp lưu trước. Xem như là nhiệm vụ này chỉ có thể tìm cơ hội khác làm rồi. Trời danh thật. Nhưng mà tiếng súng nhất định sẽ kinh động tới cảnh sát. Thiết nghĩ bọn chúng hôm nay sẽ không dám làm cái gì nữa. Cô ấy cuối cùng cũng đã ngủ rồi. Người không nên đi chọc vào hắn. Tôi chỉ muốn thử tư lực của hắn. Bên trên muốn cao nghiệm hắn để tạo điều kiện cho tổ chức phán đoán. Nhớ kỹ, người này thực lực rất mạnh. Nhất định đừng có dễ dàng trêu chọc. Tổ chức không hy vọng có thêm nhiều kẻ địch như thế này. Vâng, nhưng tôi nghe tù nghiền nói là bên trên muốn suy nghĩ để cho hắn vào tổ chức. Đây không phải là chuyện người nên quản. Nhờ đầu Sở Vũ Hy đó chúng ta không cần qua hỏi. Nhưng mà Trầm An này, ngươi đợi ý một chút, đừng đợi hắn chết. Chuyện có hậu môn chúng ta không tiện lộ diện. Ngươi có lẽ biết nên làm thế nào rồi. Vâng. Chờ. Được rồi, hôm nay tiết mục cuối cùng rồi. Chính là lễ trao giải. Đoàn chờ tiết tử này thật là khó đột phó. Nhớ nào một chút, nhiệm vụ chúng ta không phải là một mình cô ta. Thành quả đó chúng ta cũng phải lấy được đến tỷ. Còn toàn người nói sao? Nhưng mà tiết tử đó thực sự là một nhân vật phiền phức. Để lúc trao giải thì người của chúng ta giả vờ là nhân viên trao giải. Lúc đó lấy được đồ thì lập tức ra tay. Hiểu. Những người này ai ai cũng can đảm mạnh mẽ, ăn nói thận trọng. Hơn nữa hành động của bọn chúng từng bước đều thống nhất như là quân. Quân nhóm Bạch Vi Vi,
Có thể điều động cảnh sát đặc nhiệm, chuyện này quá như là không đơn giản. Người được giải đầu tiên trường ít ít. Là tôi đi. Không đúng, hai thanh này không phải là cùng một người. Từ khí. Người thứ nhất lý nào bị? Ôi, tôi được giải rồi. Đến tay rồi. Đồ đã đến tay rồi. Hành động. Điên sợ có tôi đây. Cô nhắm mắt lại tin tưởng tôi. Đây là bộ giảm thanh của súng lục. Là kim ghi mớ. Bạch vi vi. Sao cô không phân rõ địch và ta? Nghĩ cách tôi cũng đến thế này. Tiên phú không gian. Ta cũng muốn xem thử các người sẽ làm cái gì. Các người đây là muốn làm gì? Trâm An. Làm việc. Đây. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao thế cậu ấy sao rồi? Không sao, chỉ là ngất đi mà thôi. Xem ra cô đã lo lắng cho hắn. Nào có chị Vì Vì, cậu ấy thật sự cái gì cũng không biết. Chị bắt cậu ấy làm cái gì? Em còn nghe nói chị thức tỉnh năng lực rồi. Thì nha đầu, đừng có hỏi thứ không nên hỏi. Em nói nó như tì tự này rất lợi hại. Ta chỉ rất là tò mò mà thôi. Cẩn thận vách tường cách tài. Con ngựa bây giờ không phải là cô không biết. Bị người khác nghe được thì không tốt. Ai cũng không biết nha đầu sợ già. Cô thần thông quảng đại. Không tiếp tức gì là không biết. Mọi người đều bị vẻ ngoài của cô đánh lừa rồi. Cô xem, bên ngoài có mấy người biết cô là thiên kim của sở già chưa? Sở già, mọi người thì chẳng phải là gia tộc hàng đầu trong tứ đại gia tộc của Ngân Thành hay sao? Sở Bá Thiền là một nhân vật nổi tiếng của cả Ngân Thành. Sự nghiệp của hắn thì phủ khắp toàn quốc. Vụ nguồn vốn thì ủng hộ, đồng thời cũng sở hữu rất nhiều công ty giá trị với doanh nghiệp khác. Có nhiều tin đồn rằng, Sở Vũ Hì là ngự sĩ đã ký hợp đồng trực thuộc công ty giá trị Ngân Thành, sở già đã ký hợp đồng. Sở Vũ Hy không những là ngự sĩ của công ty giá trị Ngân Thành, mà còn là công chúa của cả Ngân Thành à. Cả công ty giá trị Ngân Thành đều là nhà của cô ấy. Những người bên ngoài xử lý thế nào rồi? Cũng gần hết rồi. Những người từ phải tới đều là tên anh. Sẽ không có chuyện gì. Chưa đây đã giải quyết rồi, tôi quay về trước đây. Cái gì? Chị Vì Vì, cẩn thận. Ây da. Linh quả ở đâu? Tôi không biết người đang nói cái gì. Cô gái nhỏ cũng khá cứng nhỉ. Sức mạnh cũng lớn quá. Không có dấu đầu nghiền dường. Có vẻ không phải là người thật tỉnh. Nhưng mà thực lực sao lại mạnh như vậy? Ta chơi chán rồi. Đi chết đi. Đừng. Vẫn chưa chết rồi. Người tỉnh rồi. Tôi không ngất, đưa các người thôi. Vậy những lời vừa rồi hắn đều nghe thấy hết. Cô nghi ngờ trước đi. Tay của hắn ấm ấm, cơn đầu ở như giảm đi nhiều rồi. Đây là đang giúp mình đi thường sao? Người mau đi đi. Người không phải là đối thủ của hắn. Chuyện này không liên quan gì tới người. Ta tưởng là cao thủ từ đầu tới. Xem ra người là một kẻ tầm thường không đáng nhắc tới. Người không cần phải đoán bối cảnh của ta. Ta chỉ là một mỹ nam bình thường. Người với ta cũng không có ai tới tiền phiền phức cho người. Hằng ngốc à. Vậy thì như vậy hắn sẽ không ngương tay nữa. Người muốn với ta, nhưng sợ không phải phải lấy quả quay lại bụng mẹ tu luyện thêm mấy chục năm nữa đi. Thì tớ, người đây là tớ tìm chết. Đây là dao động khí tức của nghiền dường. Người này vậy mà lại hoàn toàn thu liễm được sức mạnh nghiền dường đáp thụ, không để cho hắn tỏa ra một tia nào. Xem ra
Lão Hổ Hấp Pháp hắn tu luyện tuy đối không đơn giản. Ý sức mạnh của mình đang bị hấp thụ, xem ra mình không chỉ là thôn về sức mạnh của hắn, tấn công mang lại còn có tích trữ hấp thụ sao? Vậy thì âm thanh đến nhau bên ngoài đã nhỏ hết đến mức mà không thể nghe thấy nữa, cũng không cảm nhận được kỳ từ khí, xem ra mọi người đều là đang diễn kịch à. Bây giờ xem ra hoạt động dùng linh quả làm phần thưởng này có lẽ là sự giờ muốn dụ những người ngấp nghé linh quả ra, chỉ là không ngờ thực lực của tinh này mạnh như vậy. Quân đội vốn là muốn hợp tác với sư gia, cũng không muốn đắc tội với thế lực thần bí này. Bọn chúng đang đợi sở già và tên này phần ra thắng bại. Thì tự, người rốt cuộc lại, bên người có biết đắc tội với bọn ta trong chiến đấu thì phí lời nhiều như vậy. Được rồi, người thua rồi. Thì tự, người cũng quá cuồng giống rồi. Cái gì? Không, không thế nào. Sao người lại biết sức mạnh của ta? Vừa rồi hấp thụ nhiều nội kình của ngươi như vậy, bây giờ trả lại cho ngươi. Lôi kình, hắn là cao thủ của Trần gia mời tới. Nghe nói là một vụ cổ vò giả. Cổ vò giả? Thế giới này còn có cổ vò giả? Bây giờ Nguyên Dương đã xuất hiện. Rất có thể là những kẻ gọi là cổ vò giả cũng bắt rớt đầu ngồi ra không mặt nước. Bọn chúng hình như có phương pháp đặc thù hấp thụ Nguyên Dương. Hơn nữa công pháp truyền thừa lâu ngày có trợ giúp rất nhiều đối với tu luyện. Nếu như không thì cũng không thể có người vừa tới tỉnh liền biết được phương pháp tu luyện. Sư phụ của Lôi Kình là Nghiêm Đại Sư, nghe nói thực lực của ông ta xuất thần nhập hóa, những người tới tỉnh bây giờ hầu như không phải là đối thủ của ông ấy. Cậu phải cẩn thận, nếu như mà hắn giết, biết được cậu giết được đệ tử của hắn thì rất có thể sẽ tìm cậu báo thù. Nhưng tôi sẽ tiếp nhận chuyện này, nói cậu là người có sở dạ tôi, đến lúc đó thì hắn muốn tìm phiền phức cũng là sở dạ chúng tôi. Trà Mạng xin lỗi đã cuốn cậu vào chuyện này, vốn dĩ tôi cho rằng cậu là cao thủ bình thường, không ngờ. Không cần, người là tôi giết, cô không cần phải lo cho tôi. Nếu như Nghiêm Đại Sư đó muốn giết tôi, nói với hắn thì tôi đợi. Không được Trà Mạng, cậu là vì tôi mới ra tay với đối phương, chuyện này không thể để cho một mình cậu mạo hiểm được. Ngoại trừ Nghiêm Đại Sư ra thì cậu cũng phải cẩn thận với Trần gia. Mặc dù lần này bọn họ bị thiệt không lấy được lợi ích, nhưng mà cậu không giống như vậy, cậu không thuộc vào bất cứ một thế lực nào, nên lúc đó thì bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với cậu. Trà Mạng, hay là cậu quay về với quân đội ta, bọn họ sẽ không làm gì với người. Vừa rồi không phải chính cụ báo người đánh ngất tùy sao? Sớm muộn gì tôi cũng đánh các người một trận để xả giận. À, thôi mọi cái ngày rồi, tôi về nhà ngủ đây. Chư vườn huynh đệ, người không sao chứ? À, tính rồi thì trả lời tôi. Chư vườn à, bọn chúng nếu như làm khó cậu thì nhất định phải đấu các anh em. Tiểu Phụng, Trà Mạng, cậu vẫn tốt chứ? À, tôi không sao, không ai làm khó tôi đâu. Sao Vũ Hì đã ý tới những cô vợ giả như là Nghiêm Đại Sư như vậy? Thì thiết nghĩ tin đó không về được phỏ, chỉ bằng hỏi thử bản thân của tương lai. Không cần phải quan tâm thì hắn, cái thứ của mấy lão già cứng đầu truyền lại không đáng để cậu quan tâm quá nhiều. Nâng cao thực lực bản thân là được rồi. Nhìn phong cách này không hổ là bản thân mình mà. Thế cửa vào. Cửa? Hả? Ờ. Tôi bỏ mòe rồi. Lúc đó là dùng thể cứu vào làm âm khí, quên rút nó ra vì nhìn nó rất là ngầu. Thôi xong rồi, à phải gọi điện thoại cho Tùng Minh. Chết chết rồi. Tùng Minh? Ây da, à, tôi đang muốn gọi điện thoại cho tôi tới cậu. Ê ca, xin lỗi, trong nhà tôi xảy ra chút chuyện lớn, không thể bồi anh. Căn phòng đó cậu nhìn hộ tôi đi. Nhận. Tùng Minh, cậu ở đâu? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Hả? À, không có, không có, cứ yên tâm là được rồi. Tôi lại chứ, có chuyện thì chắc chắn nói với cậu. Được rồi, tôi chỉ là thông báo với cậu một tiếng, gần đây không liên lạc được với cậu nữa. À, được rồi, giúp tôi chăm sóc tốt cái căn phòng đó. À, tắt đi.
Được rồi, nếu đã dặn dò xong, vậy thì nhiệm vụ huấn luyện này tân lên gấp đôi. À, xong rồi, mình có thể có một cách nào sống sót để hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện lần này. À, lão tử à, không cần câu thơ, lão tử muốn làm người phàm. Tiểu tử này hình như có chút ân tình, hy vọng hắn không sao. Ai giao chết rồi, thế vào cửa, xong rồi, xong rồi. Còn không vào, câu trả lời của mình sẽ bị toang mất thôi. Một giờ sau, à, cảm ơn anh nhé, anh đi thông thả. Số điện thoại lại. Ôi xin chào. Alo, anh vẫn khỏe chứ? Đang đáng. Hay, không ngờ anh vẫn có thể nghe được ra giọng của tôi. Xem ra không phải là khán giả. À, đó là đương nhiên rồi, tôi mỗi ngày đều xem cô live stream đấy. Vừa rồi tôi nghe bạn bè anh nói là anh bị đưa đi, còn sợ anh xảy ra chuyện liền hỏi họ số điện thoại của anh. Xem ra bây giờ anh có lẽ không sao rồi. Cô nghe giọng của tôi cao và to như thế này, đương nhiên là không sao rồi. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm. À đúng rồi, bọn họ không đến làm khó các cô đấy chứ. Không sao rồi, tôi đã về nhà rồi. Tôi vừa lên đảo xin nghỉ vài hôm, mấy ngày này ở trong nhà nghỉ ngơi. À đúng rồi, nhà cô ở đâu? Thôn Vạn Nguyên. Tôi nói ra có thể cậu chưa từng nghe, nhưng mà fan trực tiếp đều không biết, anh không thể nói ra. Ba ngày sau, một đợt nguyên dường bào phát sẽ phát ra ở núi Vạn Nguyên. Này đó, bản đồ không thấy. Cậu tìm một nơi tên là thôn Vạn Nguyên, làm tốt chuẩn bị thì người cái tổ chức đó sẽ đến, lúc đó cũng sẽ đi. Thật là nghĩ gì thì đến đấy. Thế giới thực sự là quá nhỏ. Nơi tôi rất là khó tìm, nhưng mà phong cảnh nơi đấy rất đẹp. Nếu như anh có thời gian thì có thể qua đấy ngắm phong cảnh. À cái đó, nếu như tôi đi thôn Vạn Nguyên, cô anh sẽ chiêu đãi tôi chứ? Ê, lẽ nào anh nói là thật ư? Ui, đây là hẹn hò sao? Ủa, hà đàn đàn, người nhất định được cái số hũ. Ừ, được, chỉ còn anh dám tới thì tôi sẽ chiêu đãi anh, nói được làm được. À, nói như vậy trước rồi đã nha, không được hối hận. Được rồi, cũng nên tu luyện một chút rồi. Nửa canh giờ sau, xem ra lượng nghiên dường vẫn là quá ít. Như thế này tiến đến tu luyện không lớn, nếu như còn phó những cường giả đó. Vẫn là phải vẫn dựa vào bản thân mình à. Phá tình đạo pháp bí tịch. Thời đại nhà 5.0, mục đích là có bí pháp. Ta hỏi ngươi lại, đạo bá Trầm An, những chiêu thức của phá tình đạo pháp này mà đã luyện thành thạo rồi, chỉ là trong tới dù sao cũng không phải là đạo, cảnh giác vẫn thiếu một chút, xem ra là phải nghĩ cách kiếm một thanh đao rồi. Ý, chết rồi, nhà mượn á. Vậy sao trong nhà lại thành ra như thế này rồi? Một giờ sau, may mà vẫn kịp bắt được chiến sĩ bị sớm nhất. Thôn Vạn Nguyên, Hà Đan Đan, tôi tới đi. Thí tù này nhìn có vẻ là tài liệu không tồi. Vậy mà thực sự có thể đúc kiếm. Bên trong không gian mình có thể làm, có thể nghĩ gì thì thành cái thứ đó không nhỉ? Linh thủy này, vậy mà cũng có thể nghe theo suy nghĩ của mình mà hành động. Đập, trên mặt nước cũng không bị rơi xuống. Ui, sắp thành ninja luôn rồi. Ha ha, xem đi, lăng ba vi bộ của ta đây. Đúng là mình vô địch rồi. Biến thành một người lớn cho ta. Hỉ. Xem ra bên trong không gian cũng không phải là tỷ ý tạo vật, chỉ có thể chuyển hóa vật thể tồn tại. Nè, đừng có ngủ nữa. Nè, tới rồi nè. Nè, nè, đừng có ngủ nữa. Xin lỗi. Nơi này thì hoang sơ, nhưng mà cảnh vật lại rất đẹp. Xung quanh đã không còn ai nữa rồi. Đại thúc, xin hỏi nơi này có thôn Vạn Nguyên không?
Cậu là từ bên ngoài tới? À đúng rồi, đến gặp một người bạn học. À cậu nhóc đừng có lừa ta, cậu là người có đuổi khảo cổ có đúng không? Đám các người chỉ thích lừa người chân thật như bột ta. Người lần trước cũng từng nói là đến tìm người, nhưng mà tao hòa lại mang người đến sâu núi để đào đồ vật. Xem ra là đã có người tới trước rồi. Sáng sớm liền cảm thấy không đúng, một đám người đang cầm nhạc cụ đi lên quanh. Họ tưởng là của chúng tôi là dân thất học vì sao ấy, không hiểu lối sống của họ. Còn nói thử đi, các người muốn tìm cái gì, không thích trực tiếp nói thì sao, cứ nhất thiết là phải nói thần thần bí bí như vậy. Còn có ai tương tới sao? Cậu nhóc, cậu xem đi, người của các cậu còn hỏi tuổi. Ừ, giá vợ cũng thật giống hả? Chà, con mua xong đồ rồi. Hử? Đang đang. Ây dạ, sao anh lại tìm tới đây rồi? À, con bé là bà học của cậu. Cậu là nói con gái của tôi là bà học của cậu á? À, ừ. Ây dạ, tôi bây giờ không có thời gian nó nghe điện thoại đây. À, đúng hưởng cái gì chứ, sắp lửa cháy tới nơi rồi. À, sao thế, con gái bà, sao bị người khác cướp đi rồi đấy vậy à? Ừ, tôi có ngờ anh thật sự lấy cái thời tìm tới đi. Hơn nữa đây còn nhanh như vậy. À, có là gì chứ, chỉ là con có lòng. Thì một địa phương mà thùy không khó tìm. Cô quả nhiên cũng đã tới rồi. Tôi biến cho cô cái ma thuật. Anh biết biến ma thuật nữa sao? Đến đi bà đừng có chụp mặt nhé. À được, thôi. Một, hai, ba. Ui, sao anh làm được vậy? Đẹp quá nhưng mà đã quý. Trong rồi tôi bản thân tôi làm, không đáng tiền có thích là được. Ừ, tôi rất thích. Nhưng mà lần sau không thích tặng quà nữa. Hả, anh lần sau? Ê, dạ, không phải là ý đó. Có sao khí? Anh sao thế? À, không sao. Các người đã nói xong chưa? Nó đi tìm mẹ con rồi. Anh xin lỗi tôi. À đúng rồi, anh ở đâu? Không đi nhanh như vậy chứ? À tôi tìm một nơi ở gần đây ở. À nếu như nhớ tôi. Lời số liên lạc nhé. Cô lại. Sao cậu phải hiện ra tôi? Được giá thùy. Vì vậy sao cô lại đi theo tôi? Đi theo thì không đúng. Chỉ cho cùng thì cậu mới là người đến sau. Tôi muốn hợp tác với cậu. Đi theo tôi. Có lẽ cậu cũng đã cảm thấy dao động mới đến đây đúng không? Mục đích của chúng ta có lẽ là tương đồng. Tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Chỉ cho cùng thì hai chúng ta cũng có như là hợp tác một nửa lần rồi đúng không? Ừ? Lại gặp mặt rồi. Người cảm thấy ngươi là một người hợp tác đáng tin cậy sao? À lần đó tôi cũng là quá sợ hãi, nhưng mà lần này nhất định là sẽ không. Tôi thề. Xem ra là có câu chuyện. Tôi dựa vào cái gì mà tin cậu? Họ diễn trong cơ thể của tôi sắp không chống khống chế nổi. Lần này chính là muốn tìm cơ hội để khống chế năng lượng trong người. Năng lượng của thức tỉnh giả hết còn không ngừng sử dụng. Nếu như không sẽ bị phản phệ. Nhưng mà tôi tùy ý giải phóng hòa diễm rất dễ bị phát hiện. Tôi cũng vậy, phải sử dụng năng lực mọi lúc. Lê nào, cậu không có cảm giác này? Năng lực của tôi không bằng mắt như vậy. Tôi nhận được tin tức 6-7 giờ hôm nay dưới lòng đất sẽ bắt đầu xuất hiện dao động. Đến lúc đó tôi sẽ sinh ra nguyên dương. Cậu có tin tức gì? Người của tổ chức đó không về đột phó, có đối thủ cũng còn xấu. Hơn nữa bọn họ cũng biểu hiện ra thành ý. Núi và nguyên hướng Tây Nam. Tin hay không thì do các người. Cái gì? Dựa vào kỹ thuật mà xuất hiện tại chúng tôi đều không có cách nào để xác định được phương hướng vị trí cụ thể. Nhưng tôi tin cậu. Nên lúc đó thì tôi chỉ còn nghi ngờ. Nhưng tới khác thì tôi không để ý. Đơn giản như vậy. Không vấn đề. Chúng tôi chỉ cần vị trí xảy ra biến hóa thành dao. Vậy cái đó là hướng của thôn Vạn Nguyên. Đà đà.
Sao nhờ kho bị kín như là một luồng khí như thế lại có thể nổ? Hay là do nghi khí bộc phát? Không biết là liệu ngôi làng này có bị phá hủy hay không? Nên là hầu này nếu như bị phá hủy thì thôi, ai quan tâm? Mò đã nhóc còn có ý gì? Xem thần rành còn như nó có sống nổi hay không? Không còn cách nào khác. Lần này thế lực rất là nhiều. Tới muốn có được chút lợi thế nhất nào đó thì nhất định phải phối hợp với cậu ta. Nghe nói hắn đánh bại được lượng kính, tôi nhất kỳ cái chút quan hợp với Bạch Vy Vy. Anh muốn làm gì tôi không quan tâm, nhưng mà nếu như làm hỏng kế hoạch của tôi thì anh biết hậu quả hết rồi đấy. Cô mù thổi, sớm muộn gì cũng biết tì ta. Chỗ cậu vừa đi vừa bị cháy có đúng không? Không sao chứ? À, mình không sao. Chỉ là phong cảnh đột nhiên bốc lửa nên chúng tôi cùng tôi giúp. À, vậy cậu cũng cẩn thận nhé. Xem ra, vẫn là bị thương một chút, nhưng mà không sao cả. Trân An tương lai. Thông và Nguyện có bị liên lụy không? Có vẻ như lúc đó Thông và Nguyện chịu một đòn hỏa hoạn lớn thiếu rồi. Sau đó thì không thấy chầu chầu lại chim nữa. Alo, cậu. Quấy vợ Ngân Thịnh được không? Đêm nay về đi. Gọi cả người nhà nữa. Đi xa xa một chút. Cậu đang nói cái gì vậy? Thế giới thay đổi rồi. Ngôi làng của người, của mọi người sắp thiêu rụi cả rồi. Cỡ từ khi bắt đầu có cháy thì cậu không thấy có điều đó, điều gì đó rất lạ hay sao? Thực ra thì đêm hôm qua cũng có vụ cháy nhà kho. Còn thêm chuyện vừa rồi thì trong vài năm Thôn và Nguyên chưa xảy ra vụ cháy nào. Không lẽ cậu biết gì sao? Mình cũng không biết giờ phải giải thích thế nào. Tóm lại, mình hy vọng cậu tin mình. Cãi nhau. Tôi phải nói chuyện lại với bố mẹ một chút, nhưng mà vẫn phải cảm ơn cậu đã quan tâm tới mình. Cũng đúng. Sao người ta có thể chỉ vì một lời nói của mình bảo đi là đi được? Chắc là cũng sắp tới lúc rồi. Đây là nơi mình có tương lai nổi có rất nhiều nghiệp khí nhất sao? Hơn nữa còn có cả biến hóa không thể tưởng tượng nổi sao? Quỳ động đất rồi chạy máu lên. Nó đã bắt đầu rồi mọi người, tất cả mọi người tập hợp. Vô cá. Hay dập lửa trước rồi lót phần còn lại sau. Muốn chết rồi. Ai bảo các người đi dập lửa? Làm gián đoạn vì của ta tu luyện. Năng lực hỏa trong ngọn lửa có thể hấp thụ sức mạnh, gia tăng thực lực. Năng lực thuộc tính sát Bạch Vy Vy. Không ngờ lại gặp loại phụ nữ như cô ở đây. Người phụ nữ nói chuyện báo động. Cái gì? Cơ thể của cô có thể ngăn chặn được ngọn lửa của tụi. Không biết quần áo của cô thì tên nào. Cô còn nhiều chuyện nữa thì tụi sẽ đốt sạch quần áo của cô. Tiện nam nhân. Muộn chết. Đến hay lắm. Ây da, nóng quá. Rất nhân nhẹ đấy. Không biết là lúc cù lăn ở trên giường có phải cũng như vậy hay không. Ra đây đi, chúng ta chơi tiếp. Mỏ của anh cũng hốn thật đấy. Mong của tôi còn có thể. Ây da. Cái gì? Ây da. Cô dám đến tuổi. Đợi chết đi. Vậy thì trùng hợp. Bây giờ mới vừa bắt đầu thì tự không làm được việc gì. Nếu như không phải chỉ giấu thực lực thì lần này nhiệt độ xung quanh này càng lúc càng cao rồi. Ôi trời, đã cháy đến chân của mình rồi á. À giờ đồng tránh ra hết cho tao. Ngọn lửa đã lan rộng tới đây rồi. Lúc nào thì nguyên dương mới hả? Đến rồi. Khởi động không gian. Khởi động thôn phệ. 1.500 điểm tiềm lực. Còn 1.500 điểm tiềm lực. Còn 1.500 điểm tiềm lực.
Cô nghe nắm trăm điểm tiềm lực cộng cộng cộng. Ôi, dường như là sức mạnh đã đạt tới gấp 2 lần trước kia. Hử? Ta mà, hợp tác bài nói đầu. Không phải đã nói vị trí cho các cô rồi sao? Sao thế? Các cô không tới. Tình ý của các người không đủ, còn có mặt mũi nói tội. Người đồng đội đó của cô đâu? Không phải chứ, anh ta lại bỏ rơi cô rồi. Mà kệ anh ta, hai người chúng ta hợp tác. Bây giờ xung quanh đều là lửa, nồng độ nghi dưỡng càng ngày càng cao. Chắc chắn sẽ dẫn cao thủ tới. Tôi muốn đặt trọng pháp ẩn thần ở gần đây, còn anh phối hợp. Bố trọng, à tôi có thể giúp được cô cái gì chứ? Tôi có thể dùng trận pháp ẩn thần để bao bọc phạm vi xung quanh của chúng ta lại. Như vậy thì khi hấp thụ nghi dưỡng sẽ không bị người khác phát hiện. Nhưng tôi còn. Còn anh cung cấp năng lượng cho tôi. Cô đang đó mà sao? Tôi còn cung cấp năng lượng cho cô thế nào? Lấy nào? À chắc không phải. Cô chỉ cần ngồi khoanh chân sau lưng tôi, áp lòng bàn tay vào lưng của tôi là được rồi. À, anh đưa thôi, cô đừng có tức giận. Được rồi, bây giờ bên ngoài không nhìn thấy chúng ta nữa. Chúng ta có thể yên tâm hấp thụ nghiêng vô rồi. Nè, tay của cậu có thể lấy ra rồi. Được. Đang hấp thụ. Sao tốc độ hấp thụ lại chậm như vậy? Sao có thể? Tốc độ hấp thụ nghiêng dưỡng của hắn sao lại nhanh như vậy? Thiên phú cấp A sao?